nhiều ông mẹ mình. À, chào tất cả anh em nhá. Để chuẩn bị cho đại hội đảng thì bộ của huyện Nga Sơn, anh em tôi đang có mặt tại vườn cây của anh Thanh Bống, một trong những chàng trai trẻ 9X nha, nhưng mà lại có vườn cây rất là đẹp. Đấy. À, một số tác phẩm anh Thanh cũng đã chất lọc và cũng đã thổi hồn ra đây rồi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ tới tất cả anh em đam mê yêu cây cảnh trong ngoài nước nhá. Thì có cái nhìn rõ nét hơn và có cái đánh giá cụ thể hơn. Đây là một trong những tác phẩm si mà nó là tuổi đời của nó cũng quá cao rồi. Một trong những cây si quá già. Si bút đỏ như Thanh nhỉ. Vòng là lá tròn này. Ui, lá thì quá đẹp rồi. Đó nha, độ già thì chắc là anh em này biết. Rằm rất là dày. Đấy, cũng như cái dòng Nam Điền mình đánh giá thôi. Đó. Thì qua những thước phim trước rồi thì anh em biết là với những tác phẩm của anh Thanh mua về đây là những tác phẩm mà anh cũng đã chắt lọc từ những cái phôi đẹp. Đấy. Quá trình tạo tác về thời gian thì anh Thanh cũng đã thổi hồn đây rất nhiều rồi, cũng mất rất nhiều công sức. Đó thì anh em xem này. Con này Thanh có biết là khoảng độ bao nhiêu năm không nhỉ? Mình ướm ướm nó phải chừng 60 năm ấy. Có 70 năm đấy nhỉ? Về nhà em là đã 11 năm rồi. À. Ra nhìn cái độ của nó đây đúng không? Nhìn nó già đến nỗi mà rễ của nó này. Anh em nhìn tham khảo tí thôi. Tí nữa chung một xài sẽ để số điện thoại để cho anh em nào mà có dịp về giao lưu cũng như là tham quan vườn cây của anh Thanh Bống nhá. Thì anh em có thể là alo trực tiếp. Đấy. Đây này. Rất là nhiều tác phẩm đẹp. Con này cũng là hàng chơi đây, sau này đưa đi chơi. Con này cao khoảng độ 35 bao nhiêu. Đẹp thế. 35 là thế. Bác xem nhá. Những cái đường đục ngày xưa này, người ta đục nó cũng không phải to đâu, những nhát đục nó rất là nhỏ nhưng mà nó bây giờ nó vín này. Mình cũng thể áp dụng nhiều cây cái đường đục nhà Thanh nhỉ? Wow. Có nhiều cây mình thấy là tại sao đục nó nhỏ, tại vì đằng nào nó cũng vén lại. Wow. Hay là đấy là phong cách đục hay là sao? Đấy có nhiều cây những điểm này nha, những cái điểm chẳng hạn nó to, những nhiều cây thấy là đục người ta đục thì chỉ có một nhát nhỏ thôi, xong đó nó ve vào luôn thì nó. Nhưng mà nhiều cây lại phải đục rất là miếng, rất là to. Nó tùy từng điểm đúng không? Ví dụ như cái điểm này, trước nó là cái rễ thô, nó tròn. Thì mình phải vét đi để cho nó có cái độ lượn này. Đấy. Nó có độ lượn, ngày trước nó đâm thẳng đây mà nó tròn như vậy thì anh nhìn nó béo. Đúng rồi. Thì đục vét bây giờ nó vén là nó lại lượn đây. Nó lượn đây, nó lại đẩy ra đây thì cây nó nhìn nó thụ ấy ạ. Anh cảm tưởng như nó eo ấy. Đúng rồi, có độ eo độ ấy. Đây để nó đâm thẳng thì nhìn nó khô lắm. Thế anh em đã đang xem trên kênh Vinh Nguyễn nhá. Thuận Đồng Lát cũng đang khai phá những tác phẩm của vườn anh Huy Hải Dương. Anh Huy thì mình đã tác nghiệp 5-6 video ở vườn anh Huy rồi. Thì mình cũng thấy là có những cái người trẻ như anh Thuận Đồng Lát thì anh cũng có cái nhát đục táo bạo. Một trong những cái cây mà anh chuyển thế hôm qua thì anh em quay lại kênh của anh Vinh Nguyễn thì anh em mới biết là rõ hơn. Đấy. Cắt thành ba nhá. Nối lại ngay. Đấy, nối thành cây thác đổ. Đấy. Mang sông phải nói là kinh điển anh em ạ. Nếu những cái thước phim đó mà thuộc vào chung một size thì chắc chắn sẽ là những thước phim mà những cái video lý tưởng, nhưng mà anh em cũng có thể thông qua kênh của anh Vinh Nguyễn để anh em chiêm ngưỡng nhá. Đây là cái mặt trước của tiếp tục với vườn cây của anh Thanh đi. Thì thật ra là chúng tôi đi làm chương trình thì cũng chỉ biết là gửi tới tất cả anh em đam mê cây cảnh ta có thể là tham khảo cũng như áp dụng vào những cái hình ảnh nó được cụ thể hơn. Vì những cái có những đường đục đây thì một số anh em cũng đang chơi cây cũng có ý tưởng. Vì đây là anh Thanh anh cũng đã nghiên cứu kỹ rồi. Thì hôm nay tôi chia sẻ vườn cây của anh Thanh để cho anh em nhé. Bắt đầu từ tác phẩm này thì cũng là quá là đỉnh rồi. Con này như Thanh ướm khoảng độ bao nhiêu năm nữa là hoàn thiện như những tác phẩm này? Chắc là cũng phải mất thời gian đúng không? Cái đấy làm mặt sau thì bây giờ nó xong được khoảng 75%. 75% rồi nha anh em nhé. Đây là anh đấy, cắt mất khoảng 2 năm cắt giật rất là nhiều. Mỗi lần lên mỗi tác phẩm này nó lại khác đi. Có độ chuyển nhịp của nó đây nhá. Cái này khoảng 2 năm nữa là hoàn thiện hết rồi. Không vội. Đúng rồi. À, một con trực khoành. Con này là xanh ta nhỉ. Xanh lá đẹp này. Trời ơi cái điểm nó. Cái chậu nhìn rất hợp nhỉ. Cái màu đó mình rất thích cái của dáng chậu này. Nhưng những cái chậu này nó nhiều tiền không thầy? Thường thường ấy. Đấy, khoảng mấy triệu thôi anh em nha, nhưng mà này
cái chậu rất là hợp nhá. Thành thì mà một trong những người sưu tầm chậu đôn nhá, anh cũng đã đặt cái những người thợ người ta làm rất là đẹp, từ những con gà này tưởng nó thích đúng không, con gà này mình cũng đặt đúng không đấy. Để mình xem. Rồi. Như nghệ nhân thì hôm trước tôi quay cái chậu đá của vườn anh Tuấn ấy, thì anh biết là phải là những nghệ nhân người ta có tiếng tăm người ta làm đây, thì anh em nhìn là anh em biết rồi, nó quá là sắc, độ sắc nét rồi. Quay lại với một tác phẩm xanh mà anh Thanh anh mới cắt giật nhé, thì anh em có cái nhìn rõ hơn về sao là lại cắt giật đây. Thì tác phẩm này thì Trung Bonsai cũng đã quay rồi, trước đó là anh Thanh anh có giao dịch lại của anh Hòa, biệt hiệu là hiệu là Hoa Đại Nhân đấy. Một tác phẩm mà xanh gọi là quá là đẹp, bệ của nó tôi cũng chê được, tôi đa mà tôi cảm tưởng là về là bán cả hai chiếc ga mà không đủ tiền ra khỏi cái cây này. Thì anh Thanh anh cũng nhanh, anh có ý tưởng trong đấy rồi, anh lúc đó đang trong miền Nam nhé, cũng đã gọi một cuộc điện thoại về, chỉ giao dịch trong một lốt nhạc thôi. Cái này nó có hai điểm nhỉ Thanh nhỉ, hai cái tay này nó rất quái đấy, rất... quá nó độ nó đúng đúng điểm, người ta làm người ta đã cố tình đúng không, cố tình bẻ vậy không, anh em nhìn cái kiểu tay đấy, tay đấy gọi là tay quái đấy, quái hai cái tay luôn đấy. Bên này nhìn anh em nhìn phê quá. Cái này sau này thì cái này hoàn thiện nó khoảng độ cao khoảng độ bao nhiêu thôi, nếu mà xong thì tầm 80 phần đấy, 80 kinh điển. Hiện tại là đang cao đến đỉnh đây là 70 phần. Như cái đoạn này là mình nó đã đủ chưa, nó đã đều chưa theo mình ấy. Đây em đang lấy cái tay này anh ra này. À để cho em lấy một cái tay đây. Lấy một cái tay đây, thực ra cái cây này em nó có đang băn khoăn hai hướng, một là nếu mà em đưa về cây này thành cây trực chuẩn cổ thì là chỉ đến 5 bông thôi. Thì cái tay quái này nó bỏ này. Thì em nối cái tay này ra làm cái tay ba đây. Mà lấy nếu như lấy tay ba này ra ấy thì nó đạt độ to, chắc là nuôi tầm 2 năm thì cái tay này sẽ đạt độ to đuổi kịp thế này. 2 đến 3 năm đủ độ to của cái tay này thì cái phần này nó cũng nở ra cân thì cây đúng, luôn. Ừ đúng rồi, đấy, quá gớm. Nó cân luôn. Anh em nhá. Ý tưởng của những người trẻ thì người ta luôn có độ sáng tạo mà. Nó cân luôn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà nói về độ quái, độ nghệ thuật thì không khéo lại vẫn để tay kia lại, người ta tận dụng một thêm như, một tay nữa chẳng sao đúng không? Nếu như để tay này thì em lại làm theo kiểu tàn thiên nhiên. Đấy, đúng đấy. Tôi cũng đang có quan điểm thích vậy. Cũng chẳng cái gì vội cả, mình cứ để mình tham khảo mọi người. Cắt cái tay kia đi nhỉ. Cũng phí, thì nó rất là đẹp. Anh em nhá. Nhưng mà tay nó để hay không để thì cái tay này em vẫn để em thở ở đây để cho nó nở ngọn. Nở ngọn đây này. Cái nở ngọn này thì không có gì là khó cả. Đấy, anh em chú ý video trước của Trung Bonsai cũng như Bonsai chính hiệu cũng đã quay rồi, nó tốt nhá. Nó tốt mà đúng mà tôi cũng muốn tăng. Còn đấy là đi bận nên là không lên được. Trong quá trình anh Thành anh lọc ra những cái đường đục, những cái đường cắt đây thì anh em có thể tham khảo thôi. Thì chúng tôi đây là cái phần chân này thì em phải vẫn chặt à? Thu tiếp anh. Phải khấu vào chứ. Không có để đan lộn xộn nó võng này nó không phải là đẹp đâu, không phải nhiều vậy thì em phải cấu vào. Có nhiều cái mình cũng phải làm thôi. Thực ra để cái chậu này nó hơi rộng nhưng mà mình nuôi thì chấp nhận được. Thành nói gì? Cũng cái chậu nhỏ tí nữa nhưng mà cũng là đẹp đấy Thành ạ. Nhìn xa đây nhìn nó cân lắm. Nhìn nó cân cực kỳ luôn đấy, nhìn đây này. Anh em nhìn. Hiện tại chậu này đang chừng 1 mét. Nó chậu khoảng 80 là vừa, nếu mà để mà chơi này. Chậu này mình lấy bên Hậu Lộc nhỉ? Đâu? Đây này. Chậu này em đặt làm ở Hải Phòng chứ. Ui. Cái chậu này à đâu đã... rồi. Tôi nhìn nhầm cái chậu bên kia là chậu đô đúc. Đây chậu nằm, đây chậu bắt tay, tay rồi. Đấy. Nhầm quá. Chậu này em lấy Hải Phòng. Phải đặt đấy. Đặt đấy, đúng rồi, những cái chậu này. Thì cái thời gian cây để ở nhà Hòa này em đã đặt chậu người ta làm cho em mà. Nhưng mà khỏe chú không nhận đâu. Khỏe. Đấy về tay chú nhìn nó khỏe này. Ôi nó lẩy hôm nay em xem. Quay nó tốt ôm này. Nếu mà cây này nhá, tôi nói là mới về được tầm phải 4 5 tháng nữa đúng không? Cái về thời điểm. Ừ. Chưa à? Hay chưa này. Làm gì được 4 5 tháng này? Chưa. Để đấy từ chưa. Em về nhà là đến rồi. Hôm nay là được 25 hôm rồi. Ừ. 23 hôm. Mà 23 hôm thì em lấy cây này trước lúc em về khoảng 2 tuần. À vậy. Thì con này về được chưa được đầy 2 tháng này. Chưa khỏe đầy. Mày thấy nó khỏe không? Về nó khỏe tốt ôm lên. Nó tốt, nó che được hết cây không nhìn thấy gì luôn. Ở nhà anh em nhá. Thì bác nào mà từ ở xa mà có dịp về Nga Sơn thì cứ thông qua kênh Trung Bonsai đây.
cũng như là anh Thanh đây thì về vườn ta tham quan, còn rất nhiều những tác phẩm ở vườn đây, đặc biệt là những tác phẩm xanh có giá trị nhá. Ở đây là mình cũng Thanh đọc số cho anh em có thể về vườn tham khảo nhỉ, tí nhỉ. Số em là 0965 166 166 266 266 266 nhé. Đây là số điện thoại của anh Thanh, biệt hiệu là Thanh Bóng nhé. Trên Facebook cũng là Thanh Bóng luôn. Anh em có thể là vào tận Facebook em cũng như là cái số ấy luôn. Đấy nhá, số điện thoại Facebook cũng là số đó, thì anh em có thể về tận vườn đây là tham khảo cả cũng như là giao lưu. Thì anh Thanh đây là một trong những người trẻ nhưng mà sưu tầm rất nhiều, cũng đã giao lưu rất nhiều tác phẩm đẹp cho những anh em bên ngoài rồi. Thì anh em cũng có thể về để tham khảo cũng như là đây chia sẻ với anh em một tác phẩm Si Búp Đỏ đó. Con này đây là một tác phẩm già nhá, nó quá già rồi. Những cái đường vặn này sau này cắt chặt tiếp thì sẽ thu lại một số cơ. Cái này một cô lá nhỉ Thanh nhỉ? Cô nó nhỏ lắm nhỉ? Cô cái giờ đây này, từ điểm anh em xem cái đầu lá này. Ngày trước cô nó nhỏ, cái lá nó chỉ có nhỏ bằng cái nhưng đầu. Nhưng mà Thanh ơi, ý là mình đang nuôi đấy đúng không? Vẫn phải nuôi tiếp. À vẫn nuôi đấy nhỉ? Thì nhiều anh em cũng đang bảo là bóng nó, nhưng mà đây là mình đang nuôi thôi anh em. Mình muốn to cành phải phải nuôi rồi, phải nuôi chứ bây giờ mà cứ cắt đẹp luôn thì chắc nhà là chỉ có vài nhát kéo này. Ok nha anh em nha. Con Si này mà anh em nào quan tâm thì lúc chưa chung bonsai, chưa làm video thì đã nhìn đã sướng rồi. Đấy, một số anh em cũng đã đưa đi chơi thì một số anh em cũng đã muốn giao lưu lại rồi nhưng mà chưa ra nhé. Để anh em nào mà có cái duyên với tác phẩm này thì cứ alo trực tiếp xem. Thì những tác phẩm đẹp này ấy, thì thực ra là nó cũng không nhiều. Ồ, nó không nhiều đâu. Cây thì rất là đẹp. Này. Si Búp Đỏ này, da gừa này. Con đá này sao đánh số 13 vào đây? Ý đồ gì đây? Số đánh 13 à. Rất nhiều những tác phẩm ở đằng sau nữa anh em ạ. Thì anh em nào mà có dịp thì về tận nơi thì ta chiêm ngưỡng kỹ hơn. Thông qua kênh Chung Bonsai thì cũng chỉ đăng tải một số cái hình ảnh nó thu gọn lại thôi. Vì vườn cây của anh Thanh nó quá nhiều, quá nhiều những tác phẩm đẹp. Đặc biệt những cái phôi quý, cái phôi này cũng là những cái phôi sau này cũng là một cái phôi để đời nhé. Xì đỏ rất đẹp, lá nó đầy như kiểu mạ. Quay được khoảng, không, lúc này nó cũng này, nó cũng hay này, nó cũng vún bên này nhìn được xương. Có đúng rồi, nó đang mình cũng xin được dừng video đây nhá, hẹn anh em ở video tiếp theo đi. Buổi tối hôm nay sẽ có một buổi online cây cảnh tại vườn anh Thanh đây, thì anh em nha, sẽ thông qua Facebook cũng như Zalo của Chung Bonsai để tiếp tục theo dõi nhá. Anh em chúng tôi sẽ buổi tối sẽ uống trà đàm đạo về cây ở vườn cây của anh Thanh đây. Trước là nó nóng quá nên là không đi được xa đâu. Anh em nào mà thiện chí về Nga Sơn này thì cứ alo trực tiếp qua Chung Bonsai cũng như anh Thanh thông qua số điện thoại mà Chung Bonsai đã cung cấp nhá. Xin thân ái chào tạm biệt anh em. Chó to đấy.